Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng bài viết trên Facebook Hay là cách đăng bài trên Facebook Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á, thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook nha Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào Bạn đang nghĩ gì nè Rồi sau đó các bạn tạo một cái bài viết nha Các bạn bấm vào cái một bạn đang nghĩ gì nè Rồi bây giờ các bạn nhập một cái bài viết nào đó mà các bạn muốn Ví dụ như là mình sẽ để là hôm nay tôi buồn đi. Ví dụ như vậy. Rồi, sau đó các bạn có thể chọn phong này nè. Đó. Có rất là nhiều kiểu. Các bạn thấy thích cái nào thì các bạn chọn cái đó nha. Có rất là nhiều nè. Rồi thì mình sẽ chọn cái đây nha. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể bấm vào cái mục dưới đây. Các bạn trượt lên. Like. Các bạn có thể thêm ảnh vào video này. Gắn thẻ người khác. Hay là để cảm xúc hoạt động. Kích in. Video trực tiếp. Nền màu camera. File. GIF. Sự kiện trong đời nhạc. Gắn thẻ sự kiện rồi này. Đó. Rồi các bạn bấm cái mục bạn bè này. Để chọn đối tượng cho bài viết nha. Thì bây giờ các bạn có thể để công khai này thì tất cả mọi người có thể xem được cái bài viết này hay là bạn bè này bạn bè ngoại trừ bạn bè cụ thể chỉ mình tôi thì ở đây mình sẽ để bạn bè nha còn bạn nào muốn công khai thì các bạn chọn mà công khai rồi bây giờ mình bấm vào xong rồi bước tiếp theo mình sẽ bấm đăng luôn đăng đăng này bước này các bạn đợi một chút cho nó đăng lên nha rồi vậy là mình đã đăng bài viết trên Facebook hay là đăng bài trên Facebook thành công nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.